Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người ba cái sai lầm phổ biến nhất của những người mới đầu invest vào trong cái stock market nha. Và trước khi mình chia sẻ với các bạn về ba cái sai lầm này thì mình sẽ giới thiệu qua về cái account của mình cho các bạn xem nha. Mình record cái video này vào ngày thứ bảy nha, vào ngày July 4. Và cái portfolio của mình vào ngày thứ sáu vừa rồi mình lên được khoảng hơn 100 đồng nha, 0,42%. Tuần vừa qua thì mình lên được khoảng 1.000 đồng nha, khoảng 4%. Tháng vừa qua thì mình xuống khoảng 1.000 đồng, 3,93% nha. Và 3 tháng vừa rồi thì mình lên được khoảng 3.400 nha, 15%, khoảng 15% nha. Và cái này là 1 năm vừa rồi, là trước khi khi mà mình mới bắt đầu invest, có nghĩa là mình không có biết nhiều về trong cái stock market đó. Thì đây là trước khi khi mà mình mới invest nha. Trước khi mình mới invest thì mình chỉ có từ thua cho đến thua thôi. Mình cũng mua stock như người ta, mình cũng bán như người ta, nhưng mà mình vẫn thua. Trong khi đó, cái S&P 500 có nghĩa là cái stock market nó vẫn đi lên, nhưng mà mình vẫn thua. Lúc trước mình không có hiểu tại sao lại như vậy, nhưng mà bây giờ mình đã hiểu được là tại sao khi mà cái stock market nó vẫn đi lên, nhưng mà cái portfolio của mình nó vẫn đi xuống. Đó là lý do tại sao mình làm cái video này để chia sẻ cho mọi người biết về những cái sai lầm mà mình đã mắc phải khi mà mình mới bắt đầu invest nè. Sau khi invest mình thua khoảng 1.000 mấy, gần 2.000 nha, có lúc thua gần 2.000 luôn. Và sau đó mình đọc thêm nhiều sách, mình làm research nhiều hơn, mình học nhiều hơn, cho nên là mình bắt đầu invest lại. Sau khi cái corona này nó xảy ra, cái stock market nó bị crash, nó bị rớt xuống, thì mình bắt đầu vào mình invest luôn nha. Cho nên là khi mà mình mới bắt đầu nó cũng xuống rất là nhiều. Nó xuống khoảng 2.000, trong vòng khoảng 2-3 tuần gì đó nó xuống khoảng 2.000 đồng. Khi đó mình mới có invest vào khoảng 7-8.000 gì à, thì nó xuống khoảng gần 2.000. Rồi mình cứ tiếp tục bỏ tiền vào để mình mua, khi mà nó xuống thì mình bỏ tiền vô, mình mua thêm. Rồi sau đó cái market nó pick up, nó recover lại, rồi nó đi lên thêm. Cho đến bây giờ là mình đã lời được khoảng hơn 10%, 2.300 nha mọi người. Thì cái sai lầm đầu tiên cũng là cái sai lầm phổ biến nhất mà người mới thường mắc phải, đó là người ta đầu tư vào những cái penny stock. Giá của cái stock đó thường là dưới 5 đồng thì người ta gọi là cái penny stock. Những cái stock này thường thì trong ngày nó lên xuống rất là nhiều. Bình thường một cái stock nó lên khoảng 1 đến 2% một ngày, thì những cái penny stock đó nó có thể lên từ 5 đến 10% một ngày nha. Tại vì những cái penny stock này thường là đa số của những cái công ty nó nhỏ hơn, cái market cap nó thấp hơn, cho nên là khi mà người ta bỏ một cái số tiền lớn vào thì người ta có thể điều khiển cái stock market lên xuống. Khi mà người ta mua nhiều hoặc là bán ra, đẩy cái market lên hoặc là kéo cái market xuống. Tại vì cái tâm lý của người Việt chúng ta đó là mua stock và nó lên nhanh để người ta kiếm lời nhanh, làm giàu nhanh. Nhưng mà thực sự chơi cái penny stock này nó giống như là đánh bạc luôn. Và một điều đặc biệt là những cái stock này nó rất là risky. Khi mà nó xuống thì nó xuống hết luôn. Ví dụ như là nếu các bạn mua nó vào 5 đồng, có lúc ngày mai nó còn có 2 đồng à. Nó có thể từ 5 đồng nó lên 7 đồng hoặc 10 đồng. Nhưng mà nó cũng có thể nó xuống từ 2 đến 1 đồng trong vòng 1-2 ngày gì à. Và cái xác suất mà nó lên đó rất là ít, nhưng mà cái xác suất nó đi xuống rất là nhiều. Đặc biệt là những cái stock này nó bị ảnh hưởng vì những cái news như rất là nhiều. Những cái tin tức hàng ngày khi mà người ta đăng lên thì nó ảnh hưởng đến cái stock này rất là nhiều. Tin tốt thì nó lên rất là nhanh và tin xấu thì nó cũng rớt xuống rất là nhanh. Thì tâm lý những người mới bắt đầu thích mua những cái stock rẻ để nó lên cao, người ta bán, người ta có lời. Nhưng thực sự những cái penny stock này nó rất là risky, người ta rất dễ để thua tiền vì cái này. Và mình cũng là một trong những cái số đó. Mình nghĩ là mình mua những cái stock này 5-7 đồng ha, rồi nó lên khoảng 20-30 đồng, lên 100 đồng thì mình giàu. Đó là cái suy nghĩ của những người mới bắt đầu vào trong cái stock market, vào ha, mua stock 2-3 đồng gì đó rồi nó lên 50-100 đồng mình bán mình giàu. Nhưng thực sự cái xác suất để mà nó lên đến cái giá đó rất là thấp, khoảng 10 đến 15% thôi. Nếu mà các bạn chọn đúng stock thì nó lên, nhưng mà nếu các bạn chọn không đúng nó xuống thì mình thua rất là nhiều. Cho nên mình khuyên các bạn là nên tránh xa cái penny stock một chút xíu. Nếu các bạn nào muốn risky, muốn mạo hiểm một chút xíu thì mua khoảng một ít thôi, khoảng 10% của cái portfolio của mọi người thôi. Mua rồi để đó, nếu nó lên thì ok, nhưng mà nếu nó xuống thì cũng không sao luôn. Mình mất thì mình mất một chút xíu thôi.
Cái này là cho những người thích mạo hiểm nha. Tại vì bình thường 90% người ta chơi penny stock này người ta thua tiền rồi khoảng 10% được thôi. Thì 10% này thường là những người professional trader, có nghĩa là người ta có một cái system của người ta, có nhiều computer người ta coi cả ngày cả đêm. Người ta chăm, người ta nhìn vào cái màn hình máy tính cả ngày để người ta canh cái lúc để người ta mua và canh cái lúc để người ta bán từng giây luôn nha, chứ không phải như mình cầm cái điện thoại mình mua mình bán thôi. Rất là khó để mình hơn những cái người đó, tại vì người ta cũng học nhiều về những cái biểu đồ nè, người ta học, người ta đọc nhiều news nè ở trên mạng này, người ta cập nhật news là từng giây luôn nha, không phải là từng phút nữa mà là từng giây luôn. Và người ta bán, người ta đặt lệnh bán ra từng giây từng phút luôn. Thì nếu ai muốn chơi cái penny stock này, cái day trade này thì nên nha, nên đọc nhiều sách một chút xíu để học, để biết thêm nhiều về cái penny stock này, cách mình trade như thế nào, cách mình đọc biểu đồ như thế nào. Và một cái đặc biệt đó là mình cần phải đặt cái stop loss nha. Thì khi mà các bạn mua một cái stock, các bạn nghĩ nha, các bạn mua 10 đồng, nếu nó lên 15 đồng các bạn bán đúng không, thì các bạn lời 5 đồng một share. Và các bạn cũng nên, khi mà mua cái stock đó, các bạn nên đặt một cái stop loss, có nghĩa là khi mà cái stock đó nó không có lên đến 15 đồng mà nó đi xuống thì mình sẽ làm gì? Mình đặt một cái giá, mình mua vào 10 đồng ha, nó lên 15 đồng, mình đặt 15 đồng mình bán. Và nếu nó xuống 8 hoặc là 9 đồng thì mình cũng bán luôn. Cái đó người ta gọi là cái stop loss. Có nghĩa là mình chấp nhận mình thua cái giá đó để mình bán cái stock đó đi, còn hơn là mình giữ và mình thua nhiều hơn nha. Có nên các bạn nào chơi penny stock hoặc là các bạn chơi day trade, có nghĩa là các bạn mua và bán trong ngày, thì các bạn nên đặt cái stop loss khoảng 5 đến 10%. Có nghĩa là các bạn cái stock đó 10 đồng thì các bạn nên đặt cái stop loss khoảng 9 đồng hoặc 9 đồng rưỡi nha. Thì nếu nó xuống 9 đồng hoặc 9 đồng rưỡi tùy theo mọi người thì cái stock đó nó tự nó bán ra cho mình. Còn nếu nó lên được thì không có sao nha. Và cái lỗi thứ hai mà mình muốn nói với mọi người đó là cái trade option nha. Thì cái trade option này nó tương tự như là mình đoán cái stock đó nên đi lên hay là đi xuống. Thì mình mua call và put hoặc là mình bán call và put. Thì nếu các bạn nào chưa hiểu về cái option này có thể xem cái video này nha. Cái video này mình ra khoảng hơn 2 tháng trước rồi. Thì các bạn nào chưa hiểu về option nhiều thì vào đây xem cái video này nha. Và cái option này nó rất là khó hiểu nên các bạn cần phải đọc nhiều sách để các bạn hiểu thêm về cái option này nó work như thế nào nha. Thì tìm hiểu cách để mình mua này, mình bán này, cách để mình exercise cái option đó nếu mà nó in the money này. Và thêm một cái nữa là tìm hiểu thêm về cái volume của cái option cũng như là cái time decay. Thì tại vì cái lý do là cái option nó có thời hạn nhất định, nó không có phải là như stock mà mình mua khi lúc nào mình bán cũng ok, đến ngày thì nó bị hết hạn, cho nên nó giống y chang như là đánh bạc, mình bet nó đi lên hay là mình bet nó đi xuống. Nhưng mà nếu đến cái ngày hết hạn của cái option đó thì cái giá trị của cái option đó nếu mà nó out the money, có nghĩa là nó chưa đến cái mức strike price, thì nó sẽ mất hết cái tiền ở trong cái option đó. Nó không có như stock mà nó đi xuống không, nhưng mà đến ngày hết hạn thì nó mất hết luôn, nó không có còn cái gì hết. Đó là lý do tại sao mà các bạn nên tìm hiểu rõ về cái option trước khi các bạn vào nha. Và tới đây mình sẽ ra thêm một cái video rõ ràng hơn cho những bạn nào thích chơi option để các bạn tham khảo thêm nha. Thì các bạn nhớ like and subscribe to channel để hiểu rõ thêm về những cái bước mua bán của mình và theo dõi thêm cái portfolio của mình cũng như là những cái video hướng dẫn về stock tiếp theo nha. Và cái lỗi cuối cùng mà người mới thường mắc phải đó là cái fear of missing out. Có nghĩa là khi một cái stock nó đang lên, mình sợ là nó sẽ lên thêm, cho nên là mình mua vào. Nhưng mà khi mà mình vừa mua vào thì stock đó nó lại đi xuống, thì mình lại bán ra và mình chịu lỗ từ cái stock đó. Và lý do tại sao lại như vậy? Tại vì các bạn chưa tìm hiểu kỹ về cái stock đó, các bạn chưa làm research nhiều về cái stock đó. Và sau khi các bạn tìm hiểu rõ về cái công ty đó, về cái stock đó, thì các bạn cần phải đặt một cái target price, có nghĩa là set một cái giá mà các bạn feel comfortable, các bạn feel thoải mái để các bạn mua cái stock đó vào. Ví dụ nha, các bạn thích cái công ty Apple
và các bạn thấy cái stock của nó đang lên. Các bạn muốn mua cái stock đó tại vì các bạn sợ là nếu các bạn không mua thì nó sẽ lên thêm. Các bạn sẽ mất đi cái cơ hội để các bạn mua cái stock đó với cái giá rẻ hơn. Thì các bạn dùng vào các bạn mua liền. Nhưng mà khi mà các bạn mua xong 2-3 ngày sau đó nó liên tiếp nó đi xuống, nó không có đi lên, thì các bạn sợ các bạn bán ra, nhưng các bạn không hiểu cái lý do tại sao cái stock đó đi xuống. Các bạn sợ là nếu các bạn giữ thêm 1-2 ngày nữa thì nó tiếp tục nó đi xuống thêm, thì các bạn mất tiền thêm, cho nên là các bạn bán ra. Cái này gọi là fear of missing out. Cho nên khi các bạn mua một cái stock cần phải tìm hiểu kỹ, cần phải làm research rất là kỹ. Thì sau khi các bạn tìm hiểu rõ về cái stock đó thì mọi người nên đặt một cái giá nhất định mà các bạn muốn mua cái stock đó. Ví dụ như là mình đã nói là cái Apple nha, nếu các bạn thích cái đó, làm research xong các bạn đặt một cái giá của nó, các bạn mua vào. Ví dụ như giá của nó là 360 ha, các bạn đặt cái price của nó là 330 hoặc 320. Thì khi mà cái stock đó nó rớt xuống 320 hoặc 330 cái giá target price của mọi người, thì mọi người mua vào. Nhưng mà khi mọi người mua, đừng bao giờ mua 100% nha. Khi nào cũng mua một chút xíu thôi. Nếu các bạn muốn mua 100 xe, mua trước 50 xe đi. Nếu nó xuống thêm thì mình bỏ vào thêm, mình mua thêm. Còn nếu nó lên thì ok, không có sao hết, mình vẫn lời mà. Và khi mình làm như vậy đó thì cái stock nó đi xuống, mình không có lo, tại vì mình vẫn còn cái buying power để mình mua thêm cái stock đó. Và thêm một điều nữa đó là đừng bao giờ một lúc mà mua quá nhiều stock nha. Tại vì mình không biết là ngày hôm sau nó xuống thêm hay là không. Cho nên nếu các bạn muốn mua những cái stock đó thì mua một ít trước. Rồi nếu nó xuống thêm thì mình mua thêm. Và thêm một điều nữa, nếu các bạn có 10.000 đồng ở trong một cái account thì đừng bao giờ mua một hoặc hai cái stock. Tốt nhất là các bạn mua 5 stock trở lên. Cái này người ta gọi là diversification, có nghĩa là làm cho nó rộng rãi ra. Mình có nhiều stock, nếu cái stock này đi xuống, cái stock khác đi lên thì mình vẫn điều hòa nhau. Tại vì khi mà các bạn đầu tư vào trong cái stock market, không có cái stock nào mà ở 100% là nó sẽ đi lên hết. Stock nào nó cũng có cái rủi ro riêng của nó, cho nên là rải ra một chút xíu. Và đừng bao giờ bỏ quá nhiều tiền vào chung một cái sector, có nghĩa là đừng bao giờ bỏ nhiều tiền vào trong một cái ngành mà phải rải ra nhiều ngành, ví dụ như technology riêng ha, rồi cái retail riêng này, cái healthcare riêng này, mình phải chia ra nhiều cái sector để nó an toàn hơn. Nếu cái sector này bị cái gì thì cái sector khác nó lên, ví dụ như đợt vừa rồi cái oil nha, cái energy sector, những cái công ty oil xăng dầu nó bị xuống rất là nhiều. Nếu mà mọi người bỏ tất cả vào những cái công ty đó thì các bạn xuống rất là nhiều. Nhưng nếu mà các bạn rải ra cái này một ít, cái kia một ít, nếu cái này xuống nhiều, cái kia xuống ít thì nó đỡ hơn. Hoặc cái kia xuống mà cái này lên thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Các bạn không nên bỏ tất cả tiền của mình vào trong một cái stock, mà nên chia ra từ 4 đến 5 cái stock. Ít nhất mọi người cũng thích từ 4 đến 5 cái stock ở trong cái stock market. Cho nên là nên rải ra một chút xíu, nếu cái này xuống cái kia lên thì ok hơn. Và cuối cùng là lời khuyên cho những người mới bắt đầu. Những người mới bắt đầu vào trong stock market thì nên đầu tư vào những cái ETFs nè. Tại vì những cái này nó an toàn hơn rất là nhiều. Dù các bạn không biết cái gì luôn thì mua những cái này nó vẫn an toàn hơn nhiều so với là những cái individual stock khác nha. Và nếu mọi người chưa hiểu nhiều về cái ETF thì nhớ xem lại cái video đầu tư stock với 5.000 nha. Hoặc là đầu tư stock an toàn với 1.000 đồng. Đó là hai cái video về các ETF mà mình khuyên các bạn nên xem, đặc biệt là những người mới chưa biết nhiều về stock market nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha.